Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Digimon và mình là Thành Eji đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ với giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thế nào? Thì mình sẽ đi lấy thêm thức ăn này. Ở đây chúng ta sẽ lấy được thêm một số miếng thịt. Và đây là một cái garden nơi chúng ta nuôi những cái con thú loại nhỏ đây. Ở đây chúng ta có thể cho những một đống thú này. Con mèo này, con mèo màu vàng này, chúng ta lại cho luôn vào đây này. Ba con rồi. Ở đây nó có cái DG, có nghĩa là kiểu tiến hóa được ấy. Mình chỉ cho con một sừng để tiến hóa xem nhờ được không ta. Nó sẽ mất 24 DG Stone để tiến hóa luôn à? Còn không, nó sẽ đợi cho một ngày đúng không? Đây là cái dạng cấp 1 đúng không? Lên nào. Ok. Cái con này ở trong truyện này anh em. Trong phim này, con này trong nhân vật chính luôn này. Wow, con này mà mình bảo là nó mặc cái áo choàng đấy. Đẹp thật. Nó tên là Gabumon. Và mình sẽ xem dạng tiến hóa của nó như thế nào nhá. Mình hết Digistone rồi. Rồi chúng ta sẽ vào trong cái phần Digivai. Đây, ấn vào đây nào. Và con mới mình đâu? Đây. Ok. Để xem dạng tiến hóa của nó này. Đây, con Garurumon đây. Wow, con Garurumon là con sói ở trong phim này. Con Dorugamon cũng đẹp này anh em. Wow, đẹp thế. Vimon, Vidramon, còn Frigimon. Thì cái này thì ta sẽ đủ nguyên liệu rồi, nhưng mình không đủ cấp thôi. Mình sẽ cho tiến hóa lên con này Garurumon nha. Chúng ta hãy cho nó đi ăn đã. Nào, đầu tiên ta sẽ cho đi ăn cái. Cần phải cho nó lên cấp training này, food. Nào, cho food cho con này ăn thôi. Lên, ok. Chúng ta sẽ cho nó lên cấp 5 này, cấp 6 này, cấp 7, cấp 8, cấp 9. Đây là cấp 9 thôi. Không, đây là cấp 10 nhỉ. Họ cho nó ăn một cái miếng thịt to được không ta? Một miếng thịt to thì sao ta? Từ từ nha. Nó lên phát cấp 9 luôn à? Vãi thật. Một miếng thịt to bằng là level up. Ok, nó hiện tại cấp 10 rồi. Max cấp rồi anh em. Ngon. Rồi đấy, xong rồi mình sẽ cho nó tiến hóa nào. Đây rồi, level max đây. Ok. Tiến hóa thành con Garurumon nha. Tiến hóa nào. Lên. Con này cực đẹp. Một con sói. Tiến hóa đi em ơi. Tiến hóa lên. Xem nào. Chưa có sói. Đẹp vãi. Mình nhìn cái hình thôi. Wow. Đẹp chưa. Wow. Đẹp thế nhờ. Con sói này anh em. Chất vãi đấy. Nào ok. Chúng ta sẽ switch team từ từ á. Full screen. Đây. Đây là hình dáng thật sự của nó. Yes, yes. Đẹp vai. Ok, chúng ta sẽ quay trở lại này. Và chúng ta sẽ quay lại nhà cái. Mình sẽ cho con đấy nó ăn. Cho nó ăn lên. Food đâu rồi? Con cấp 20. Phải cho này ăn lên thôi. Để nó có thể tiến hóa được. Không phải tiến hóa mà là chúng ta sẽ cho nó lên cấp. Cho nó khỏe khỏe một chút, không bị yếu lắm. Cấp 7, cấp 8. Mình có 41 miếng thịt cơ. Cho nó ăn hết luôn. Nó sẽ lên là cấp 12 thôi. HP biết khá là yếu, mình sẽ luyện nó luôn vậy. Cấp 12 này. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ vào và thay đổi cái formation, so sánh thông tin một chút. Còn là cấp 20, so sánh với con sói thì dĩ nhiên là chỉ số nó sẽ yếu hơn mà. Nó yếu hơn một chút thôi, nó không yếu hơn quá nhiều đâu. Và chúng ta sẽ switch team này. Switch sang con này. Đấy, đội hình này ngon chưa? Khá là ổn đấy chứ nhờ. Đó. Ok. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nhờ. Mình sẽ vào đây và bắt đầu chiến đấu thôi. Có sói chưa? Đẹp chưa? Có sói thật sự rất đẹp. Hôm qua mình đã có thể tiến hóa rồi. Mình sẽ làm cái nhiệm vụ hàng ngày trước. Nhiệm vụ của ngày thứ hai. Đầu tiên là sẽ làm một cái nhiệm vụ solo với một con vịt à? Kia phải con vịt không ta? Nhìn rất là giống con vịt nhá. Chúng ta sẽ đi đánh cái này và được lấy thêm các cái mảnh của mấy con Digimon để nó có thể tiến hóa lên được. Cố lên nào. Ok, đầu tiên thì một con gì đây? Con bọ gì đây? Con bọ bốn tay nhìn trông chất phết nhờ. Ok, đang là skin auto à? Rồi ok, không sao, nó đánh mít rồi. 36 máu thôi, bình thường. Enemy attack. Rockfish. Ném cả viên đá của người mình này.
Nào, chúng ta sẽ dùng chiêu đánh thường vào con này. Con người đá này, chết đi em, 329 máu. Được thêm một cái hòm vàng rồi, ngon. Wow, nó kẹp 120 mấy máu, critical. Rồi, chúng ta sẽ dùng con này có chiêu lửa. Con này nó không sợ lửa lắm. Phải nói không sợ lửa lắm. Foxfire, lửa xanh à, 591 này. Được thêm một cái hòm nữa này. Không biết là hòm vàng hay hòm này khỏe hơn nhỉ, ngon hơn nhỉ. Cái Giga Destroyer của mình vừa dùng rồi. Ui dồi ôi, một này đúng không chịu nổi một hit của mình. Next way, tiến lên. Ok, ta sẽ đánh hai con ở hai bên trước. Cái chiêu này thì sao? Chiêu này sẽ là Fire Dam. Độ chính xác là 85, power là 100. Cái này thì là power là 240. Power là 100 thôi anh em ạ. Fire Bomb. Fire Bomb mà mình sẽ thử cái Fire Bomb này phát nhỉ. Nên ôi trời, ấn nhầm rồi, phải đánh con đấy. Nổ. Nổ 259, yếu quá. Thật sự yếu quá. Quý giết, quý ôi đánh mid. Thanh niên này khỏe như thế đánh mid. Nó ném đá rồi. Đừng chết em ơi, Garurumon. Phải sống để có thể là đỡ đòn hộ. Nào, tiến lên, enemy turn. Attack. Oh, 37 máu. Nó này cắn thấm mà, cắn yếu mà. Nó cạp rồi. Ghê ra. AP up này. Ok, chúng ta có thể dùng thêm chiêu lửa trước. Con này nhiều stamina thế. Một phát này bé, 1751 máu. Và chúng ta có thể dùng thôi, đánh thường thôi. Đánh thường khi ở chết luôn. Biết ngay mà. Và nó sẽ đối đầu với một con boss ở trong này. Con gà. Giống con gà vậy ta. Enemy turn. Nó sút. Ấy cha mày. Đánh vào meta. Chúng ta sẽ đánh con bên này trước này. Nó có vẻ yếu. Mình thật ra mình yếu ấy, chứ không phải nó yếu. Một phát attack. Hay lắm. Con gà kia mình sẽ dùng Giga Destroyer. Ném đá tiếp ạ. Không chết ở đâu em. Rồi, chúng ta dùng chiêu này lên. Con gà này không ảnh hưởng lắm nhỉ. Vấn đề là như thế. Sư tử quyền. Đấm phát 865 máu. Nào, còn một con gà nữa gì. Gà Tây. Hay nhân gà Tây. Kunai Wing. Thôi chết mất bé sói rồi. Đáng lẽ mình chỉ dùng chiêu Giga Destroyer này sớm hơn tên lửa. 2151 máu. Đỡ được không? Chúng ta phải khá khá nhiều đấy. Chiến thắng rồi này. Được tất cả là 6 cái hòm tất cả. Xem nào, các nguyên liệu đâu. Ở Monday Quest. Đấy, thấy chưa. Nó ra tận là 6 nguyên liệu cơ. Rồi, mà mình sẽ được lên cái Friendship cộng 3. Con này đánh nó sẽ được lên cấp mà. Chúng ta sẽ next thôi, next sang cái cửa khác thôi. Đây sẽ có cái normal, nó sẽ trừ mất cho mình 12 stamina. Thôi mình sẽ làm cái phần normal quest rồi, mình có rất là nhiều nhiệm vụ chưa làm. Ở đây nó sẽ có cái water quality control. Cái server như kiểu là máy tính vậy. Boss Digimon con này khá yếu, không vấn đề gì cả. Đánh tốt. Tiến lên nào. 50%, 70% rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu là truy cập vào cái thế giới đó và đánh nhau. Thế giới kỹ thuật số. Nơi có con quái thú trong đấy. Rồi, chúng ta sẽ gặp mấy con mới. Con này con giống như ở con con gì nhỉ? Con X ở trong Pokemon ấy. Con này thì con chiêu lửa trước. Strong attack. Foxfire. Lửa xanh này. Lửa của loài sói. Đánh thường thôi. Châu này 515 máu. Còn một con nữa. Tuy nhiên đấy. Rồi, chém nó. Chém nó. Ồ, đáng lẽ ra cái sư tử quyền thì chắc là hạ được rồi. Black Tear Blast. Ngọc trai. Ngọc trai đen. Chứ nước ngọc trai đen. Con đấy là một con trai đúng không? Cắn nó. 135 máu. Way thứ hai. Ok, nó sắp xếp trên này thì con nào khỏe đây? Chắc con này khỏe nhất này. Chúng ta sẽ đánh hai con còn lại. Thật ra thì đánh con này không. Mình nhầm sang con kia rồi. Đã thế, đánh con này trước. Ôi, đánh mid kìa. Thấy cái đánh thì rõ khỏe nhưng mà đánh toàn mid thôi. Sư tử quyền. Sư tử quyền, chết luôn. Hơn 1000 máu đấy, hơn 1k máu luôn.
Lulebi, bóng bóng. Nó sẽ làm giảm cái sức tấn công mình xuống à? À, nó giảm sức tấn công của con chủ lực rồi, khôn đấy. Có vẻ khôn đấy. Cắn nó. 149 máu. Giảm sức tấn công thì mình vẫn có đủ hạ được nó mà. Bình thường là 500. Còn bây giờ đánh thì là tầm khoảng mình sẽ dùng ra sư tử quyền. Strong attack. 1000 máu này. Chúng ta sẽ bắt đầu với con boss đây. Con boss là cái con bầy nhầy. Mình gọi là bầy nhầy đi. Rồi, chiếu lửa nào. Strong attack, Foxfire. Oh man, thế mà không chết nhờ. Ok, sẽ đánh con này trước. Tại vì máu nó cũng sắp hết rồi mà. Chết luôn, đánh thường. Trận này thì hơi ít đấy, hơi ít cái hộp. Mình tất cả có 2 hộp thôi. Chắc là khoảng 3 hộp là cùng. 3 hộp sẽ tương ứng với 3 cái đồ để có thể nâng cấp được cho mấy thằng tướng. Cho phát ra Frostfire này, lửa xanh này. 700 máu. Đây nó sẽ có phần auto nhá, và một phần x2 là tăng gấp đôi tốc độ ấy, để cho nó nhanh hơn. Auto thì nó sẽ tự động đánh nhá, để anh em cày đỡ phần phải là ấn treo máy và cày. Đây rồi, chúng ta sẽ lên thêm cái friendship cộng 1. Chúng ta sẽ cho thêm một cái Digistone. Stamina mình là còn 25/30 cơ. Và một con X. Cái này vẫn đã đánh lại thôi. Con này con cũ rồi. Hiện tại thì mình có 2 con, có 3 con ở trong phim. Có sư tử như cũng có trong phim thì phải. Con một sừng này, con hải cẩu này, vu hải cẩu này. Và con sói xanh này. Sói lửa xanh đẹp thật. Nhìn rất là chất. Ok, thì chúng ta sẽ đánh nào bằng chiêu lửa trước. Chiêu lửa mình tốn khá là ít stamina thôi. Một à? Một hay hai đây? Hai. Chúng ta sẽ mất 2 thanh stamina. Đánh thường thì không giết được bọn này. Còn con nữa, tấn công nó. Chém, không được. Phải dùng sư tử quyền mới ăn thua. Giảm công kìa. Thế chứ nhỉ? Giảm công sẽ ảnh hưởng đến cái ván sau. Ồ, đánh mít này. Thì thằng nào thì nó cũng chết thôi. Nó không thể nào mà đỡ được 400 máu của mình. Đánh quay. Ok, chúng ta sẽ đánh 2 con này trước bằng chiêu chiêu lửa đi. Đây, tùy diện nó. Tấn công, 700 máu. 600 máu. Chúng ta sẽ được thêm 2 cái hòm ở đây. Và mình chỉ cần tấn công một phát thôi là đi rồi. Tiếp theo mình sẽ dùng sư tử quyền để kết thúc cái con này luôn. Thảo nào thì mình cũng full cái năng lượng rồi. Boss đây rồi. Boss thì đứng được 1 hit. Chơi này đứng được 1 hit. Con này nó chưa tiến hóa thôi. Tiến hóa lên thì cũng khá là mệt đấy. Rồi, mình sẽ giết con nào trước cũng được. Con này đi. Lửa xanh này, lửa của loài sói. 800 máu. 3 hòm. Ok, chúng ta có thể dùng chiêu này lên con Gekomon. Vì con này nó sẽ là phần boss của phần này mà. Khá là yếu rồi. 2 quả tên lửa. Nó găm vào người cho gì. Rồi, 4 hòm rồi, ngon. Và thêm tuyệt chiêu sư tử quyền. Sư tử quyền này. 800, 900 à? 800 hay 900 nhỉ? 997 máu. Rồi, và mình sẽ được thêm cái EXP nhân 10 nữa kìa. Thì nó sẽ cộng cái EXP mình đánh nhanh hơn. Còn cái sát lên cấp, được thêm một cái Digistone nữa. Khá ổn, nói chung là khá là ổn. Mình sẽ clear nốt cái này nào. Một thằng người à? Thằng này giống như là người vậy. Có thể mình có sư tử này thì sẽ bỏ đi này. Mình sẽ lấy con này ra cày ngon hơn không? Team này có vẻ đẹp hơn không? Đấy, team gồm sư tử các kiểu ấy. Có thể cho nó lên cấp một chút được không? Thật ra thì không cần, tại vì con này nó khá yếu mà. Đánh tốt, không vấn đề gì cả. Nhưng mà con kia cấp 6 thôi. Ít nhất phải cho nó lên cấp 10 đến cấp 12 thì nó mới đánh dễ chỗ này được. Không thì cũng chết đấy. Đấy rồi. Đấy, bộ 3 trong phim nha. Quá như là chính nhá.
đẹp đó. Đầu tiên ta sẽ dùng chiêu gì đây, chiêu lửa đi để kết thúc một con đi đã. Con này trước đó, boss fight 710 máu. Tiếp theo ta sẽ đánh con này đi, một phát này 400, hơn 400 máu. Mình có chiêu lửa ở đây để kết thúc nó được không? Bắn sừng, bắn sừng nổ. Cũng đủ sức là có hạ gục được đấy, ngon. Hai con hai bên trước nha, hai con hai bên trước. Rồi một chiêu lửa trước này, đều là chiêu lửa hết. Con này và cái con kia cũng là hệ lửa. Con này và con vua hải cẩu này cũng hệ lửa này, và con này cũng hệ lửa luôn. Con khủng long này cũng hệ lửa. Rồi chiêu lửa thế nào? Có khi ông chết được rồi. Vẫn chết à? Super effective, ngon. Đây sẽ lần cuối cùng là đánh kiểu pháp sư vậy, đi của người vậy. Sao lại Digimon được ta? Rồi sẽ đánh hai con Siakomon này trước này. Cắn nó. Ui, cắn như muỗi đốt vậy. Chúng ta dùng Giga Destroyer lên cái thằng người kia. Chết đi em, tên lửa này. Thêm vàng này, chúng ta sẽ thêm vàng này. Enemy turn attack 25. Rồi, tấn công nó. Hết stamina. Như thế, Black Pier, ngọc trai đen. Trừ 5 năm. Effect là effect yếu đối với con của mình. Mình cũng là con nước mà. Rồi cho chết luôn đấy. Nào, một phát này, Foxfire, lửa xanh. Lửa xanh này bé. Tiếp theo ta sẽ dùng chiêu Giga Destroyer cũng được. Giga Destroyer, bắn nó. 2917 máu. Châu vãi. Cái này thì chúng ta đã win rồi. Ngon. Chúng ta đã hoàn thành được thêm hai cái nhiệm vụ, hai cái quest ở trong cái phần nhiệm vụ chính này. Thêm được 10 cái gì đấy? Tiền à? Rồi đó. Chúng ta mở thêm được một cái gì nữa kìa. Một cái key, vẫn là cái phần thưởng của cái key lần trước thôi. Rồi mình sẽ về nhà và xem mở cái key đấy kiểu gì. Hiện tại thì chúng ta đang kiểu cái này, nhà này nhà up này anh em. Ấn vào tab này, bắt mình ấn vào tab, ấn vào shop. Và chúng ta sẽ mở cái nhà ra đây. Dojo. Mình có thể xây được cái dojo này. Cái dojo này làm gì ta? Legacy skill của các con Digimon khác. Rồi, và cái nâng cấp khả năng kháng và chống phép luôn, tăng cái khả năng kháng cái hiệu ứng gì đó. Chúng ta sẽ mất 2000 vàng để xây. Và chúng ta sẽ đặt nó ở chỗ nào đấy, ở đây. Để nó chỗ đây đi. Rồi ok. Và đây, cái nhà này chỉ như kiểu là một cái nhà để up thôi. Cái garden này như là một cái nhà để up thôi. Cái list này đây, cho thêm một con đỏ đỏ xem nào. Cho nó training cái, luyện tập. Và nếu mình muốn nhanh ấy, thì mình sẽ có thể là ấn mất cái Digistone như lúc ấy mình ấn ấy. Con ma này, cho nó vào. Là maximum rồi, là 3 con thôi. Chúng ta sẽ đợi một đúng một ngày nữa nó sẽ nở ra. Rồi thì chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp anh em trong tập kế tiếp của Digimon. Bye bye.